quá tiện. Cái này là dân pro nấu rau phết rồi mới có những cái này chứ. À rồi nước đưa thấy đường vô nè, nước sạch nè, giờ nước dơ là nó ra nè. Ủa cái này ra hết không Vũ? Ra hết luôn hả? Wow, nước nó tràn lên này cả nhà, coi nè, nó dơ, vẫn còn dơ, chừng nào nước ở trong á thì mình ngưng lại là nó sạch rồi. Mình Việt Nam con tôm hùm đất rồi. Con gì ăn ngon. Còn quá ngon. Chứ mà chừng khỏi chừng tháng nữa. Như điều cái này á, Vũ thấy là một xác hay là bao nhiêu? Nửa xác hay là... Cái này một xác á, một xác là 30 pound. 30 cái... Cái nấu này là một xác là hiện tại bây giờ hả? Một xác. Wow. 30 pound. Ủa nè, từ từ nha. Wow. Rồi rồi. Bỏ cái sốt lên. Quá tiện luôn. Ồ. Hỏi nước thơm lắm. Nhiều thơm lắm. Toàn xin chào cả nhà. Hôm nay người bạn thân mời Toàn tới nhà chơi. Và ngày hôm nay là ngày cuối tuần. Thời tiết tại thành phố Houston hơi mát mát, thật là lý tưởng. Và Toàn cũng tiết lộ cho cả nhà biết, người bạn thân này nấu con rô phít thật chuyên nghiệp và rất ngon. Và còn một dàn máy karaoke thật hay. Vậy bây giờ Toàn mời cả nhà cùng với Toàn đi tới nhà anh Vũ để mình tìm hiểu thêm cách nấu con rô phít và dàn máy của ảnh nha cả nhà. Đây là ông anh của mình, đây là tên Vũ đây, lâu quá rồi mới gặp lại. Đó, thì hôm nay ông anh mình kêu đến đây để dự tiệc cái buổi cuối tuần. Đó, thì lần này là cũng như cũng lâu lắm rồi hả, Toàn mới tới rồi đó. Cũng mấy năm rồi đó, Toàn mới tới cả chục năm rồi. Quen thì quen lâu nhưng mà cả chục năm mới quay lại cái này đúng không? Đó, thì cả nhà thấy ông anh không? Cái chỗ này nè. Sao trước tiên sao? Trước tiên thì cảm ơn Toàn, anh em mình đã mấy chục năm rồi gặp, quen biết cũng hơn 20 năm rồi. Thì lâu lắm mới gặp lại, xưa anh em làm chung. Hiện nay có buổi tiệc nhỏ chung vui cuối tuần với mấy anh em được crawfish. Thật sự cũng lâu quá cũng không luộc, mà đầu mùa giờ cũng chưa luộc nữa. Mới luộc hình như lần thứ hai thôi. Ráng cố gắng try cho mà làm cho nó ngon ngon xíu để cho anh em thưởng thức chung vui cuối tuần. Thì đó, quay một chút xíu cho cả nhà xem à. Wow, quá nhiều luôn. Ok, thì nói Vũ nè, trong cái này mà Toàn thắc mắc nè, tuy là Vũ hồi nãy nói là đây là Vũ làm để giống như mình lớn rồi đúng không, mình làm một cái sân chơi nhỏ nhỏ để anh em cuối tuần chơi ở đây, nhưng đều có một cái đằng sau lưng của Vũ Toàn thấy chữ open là sao vậy? Tại mỗi lần á thì thật sự á thì cái bảng này đó thì nó cũng hay. Đi ra ngoài thấy cái chữ open thì thấy mấy quán nào nó cũng vậy, cũng để chữ open. Thì open để sao trong cái lúc, ví dụ như trong cái lúc anh em chơi thì mình để open, mà đến sau khoảng chừng
9 giờ là Vũ cũng phải tắt cái đèn, là coi như close, we close đúng không ạ? Là okay, coi như không có nhận khách vô nữa. Không nhận khách, tức là khách ở đây là muốn chơi lúc nào cũng được, nhiều khách tới là thấy hiểu rồi, là không nhận nữa đúng không? Nói thật sự chứ mình để cho vui vậy thôi, chứ okay, không phải là không nhận khách mà tới nhà mình á, người ta quý mình, đúng mình rồi, tới đây. Chứ không phải mình không được quyền mà lựa chọn, ôi tôi thích người này, tôi mời người này, tôi không thích người này. Cái đó là người ta tới nhà mình là người ta quý mình lắm, người ta mới tới nhà mình. Đúng rồi. Welcome hết tất cả. Tại vì người ta nhiều chỗ chơi lắm, chứ đâu phải riêng nhà mình đâu. Đúng nhưng rồi. Mà tại sao người ta tới nhà mình? Là người ta quý mình, người ta quý tới mình, nhà mình. Thì mình welcome hết tất cả mọi người. Ok, thì Toàn thấy như trong đây Vũ để ba tủ lạnh, như ba tủ lạnh này Toàn nghĩ là chắc bia hay rượu hay gì vậy? Cái tủ này thì đặc biệt chỉ để dành bia thôi. Đó, hãy cho anh em coi nè. Thấy không? Wow. Từ bia, trên xuống dưới là bia, đủ loại bia hết. Ngoài cái này ra còn cái cửa này không có chỗ nào không có bia nha cả nhà, cái này đặc biệt là bia. Rồi cái tủ lạnh kế tiếp là bia luôn hay gì vậy? Tủ này đặc biệt nó vừa xài mà vừa tủ lạnh mà vừa là freezer luôn. Ví dụ khách tới vô này hiện giờ đang tủ lạnh 41 độ. Ví dụ có khách tới muốn bia cho nó lạnh thôi, mình đổi qua freezer, lát cho nó lạnh. Làm cái nó đổi qua. Ok. Bây giờ mới đầu đổi qua nhiệt độ là 0 độ là freezer. Wow, là bây giờ tức là khi mà khách đông á là muốn cho lạnh thì lạnh cho nhanh á. Là bây giờ quá hay Vũ. Giờ Toàn thấy như là trong này hồi nãy Toàn nói là quay men ben thì Vũ thấy cái dạng này Vũ thấy Vũ thì không đánh đàn, nhưng mà lại thích mua để sẵn vậy, anh em nào mới tới đánh. Cái đợt này thì nó rất là hay, cái đợt cái model này nữa là khoảng 2.200 một cây. Cái model này rất là good. Thì bây giờ ở Việt Nam á rất là thích cái model cái 2.000 này là chỉ riêng lượng ọc thôi. Cái bộ thôi. Và còn cái bộ này là bộ riêng nữa. Wow, rồi cái này là riêng nữa. Chỉ cái bộ không là 2.200. Chưa thấy là Guitar Center. Wow. Cái hiệu này nó đánh rất là hay. Nhiều option. Ở bên Việt Nam á cũng thích cái. Rồi tối mình dặn đồ kia lên rồi chắc cái này chắc đẹp thôi Vũ. Tối thì mình đóng cái cửa, mình có máy lạnh. Cái unit nguyên một cái unit máy lạnh riêng cho căn nhà. 4 thon xài cho căn nhà mà Vũ xài có cái gara không. Wow. 4 thon có air return rồi đàng hoàng. Unit riêng chứ không phải là câu cái window. Ok, rồi quay quải á thì Toàn thấy như Vũ hôm nay là chuyên nấu profit á, Toàn thấy là lúc nào trên Facebook cũng thấy nấu hết á, thì Vũ ra coi profit chị này Vũ mua làm sao ở đâu. Wow, như bạn mình hôm nay nhiều khách nha. Còn giờ anh em hôm nay tới đây ha, hôm nay có một số anh em tới rồi nè, quá đã. Thường Vũ lột xong Vũ bỏ vô mỗi 5 pound bịch á, ăn lấy 5 pound ra, nhưng mà hôm nay thì đông khách á, bỏ vô mỗi cooler. Bỏ cooler là cái bằng không bỏ tiền bịch 5 pound ra máu hay ăn cái lấy ra mình ăn. Rồi cái quầy cái đó như cái này cũng nấu xong cái rồi này, cái này là sáu sập. Sáu sập. Wow, khi mình nãy mình bắt đầu lấy ra trộn chung đúng, trên cái dĩa ha, trong cái sốt này. Sốt này thì cái này mới là quan trọng đó. Sốt này cái này cái ngon hay không là cái này ha. Đúng rồi. Wow, quá đã. Xong mình luộc xong mình cho cái mình rưới nó lên. Wow. Thì mới còn cái kia Vũ. Còn cái kia là để cái sao? Để mình luộc á, cái này để mình luộc. Vậy hả? Nó luộc lâu phết. Wow. Nó để luộc lâu phết. Mình bỏ vô mình luộc xong cái mình lát nữa còn quay lúc mình luộc á. Xong xuôi nó chín á, xong mình lùa đổ ra đây. Cái để cooler xuống rớt xuống đây. Có lợi hại vậy ta. Ok. Khi nào mình luộc mở ra nè. Cái này là chiên ăn lâu phết rồi đầy đủ luôn chứ. Bằng nước cam không những cái chất mà Vũ luộc xong á, bỏ hết mấy cái cần tay rồi thì cho nó ra cái nước mình bỏ hết. Giờ mình chỉ nếm cái bột lâu phết rồi như Toàn thấy như cái chỗ rửa clean confit là cái thùng nào rồi thấy cái này là phải là nói là đúng là nó có cái đồ chuyên nghiệp á. Nó quay nè, nước cái ống nước vô đây nè, cái đầu này nó quay nè. Nước vô nó sơ cồn nó quay nè. Nó quay. Nước nó vô xong nước nó xả ở bên đây ra. Ống nước mình gắn ở đây nè. Khi mình xịt vô này rồi. Wow. Sorry mấy anh em ở đây nha. Ok.
ngon miệng. Đây là những cái thành phần ha, nhiều lắm, đủ thứ. Wow, quá nhiều, đủ thứ hết. Rồi thôi một hồi cái gì anh em ăn chút xíu nó quay lại. À, chút xíu luộc, chút luộc nó xong chút xíu luộc là chút sắp tới mình luộc đông đông luôn. Cái mẻ này là đem vừa nấu vừa xong rồi đem lên cho anh em ăn. Con to ha. Wow, quá to luôn.
Wow, hết sảy luôn. If you have a kid and that kid is headed off to college, cái bill đó là 2008. Thế là toàn là family không? Cặp cặp rất dễ thương. Thích xoay, thích chơi ở nhà là vậy. Chơi ở nhà mà phải nói vừa tiện nè, mà vừa an toàn nè, đúng không? Mà khi mà mình tới đây mình cảm thấy rất là vui. Với nó sạch sẽ, mình giống như mình rửa office của nghề. Đúng rồi. Mình đi ra ngoài mình ăn, mình không biết người ta có rửa sạch hay không. Đúng rồi. Thật sự như vậy, mình không có chê người ta nhưng mà mình không biết. Mình không biết cái đó, mình chỉ không biết thôi. Thì ở nhà là mình tự tin. Là chắc chắn 100% và anh em tới đây cũng thấy là mình đương làm office là tự tin luôn, anh em ăn giống như là phải là thoải mái, không có ngại miệng, đúng không? Đó, thì tất cả bạn của Vũ đi, mấy anh chị em ở đây là mấy anh chị em tới đây là giống như family rồi. Hôm nay anh em tới làm việc á. Bên kia là chị có ba này. Con đâu? Tao mới vừa cầm con lên. Tự nhiên nha, tự nhiên nha. Hello baby. Hello. Hello. Hello cháu ngoại. Ngon nha, vui. Rõ không? Dạ rõ ha. Dạ. Không con, ngồi đi. Đi vòng gì trước đi, ngồi quay lại. Ừ. Để mốt anh em lên hết. Ngon quá. Ăn bánh mì pate. Chinese, ngon con. Ngon nè. Ngon nè. Mà vô trễ không có đủ sao đâu. Không, 5-6 giờ mình nhậu, 5-6 giờ sáng mình về là được rồi. Chị ơi, chị nói vậy, 5-6 giờ chiều tới 5-6 giờ sáng hả? 6 giờ sáng là được rồi. Già cả rồi nha chị. Già cả. Anh thấy mà chị nói sao rồi? Ok không? Không được hả? Không được. Không được. Đó, đó, đây, 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 mở cho anh thấy không? Lấy cái bồi để mở. Dạ kìa nó hả kìa. Sao vậy? Dạ 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 ok ok. Nghe mới thấy anh tiếng luôn. Ờ dạ dạ. Em muốn quay kỹ anh chị đều có trên này hết. Không có thiếu ai hết. Anh quay để làm gì anh? Dạ lên YouTube gầm kỷ niệm cho Vũ. Ờ vậy hả? Dạ. Phải biết lên YouTube là em phải sửa soạn rồi đẹp. Dạ không gì là đẹp rồi chị ơi. Chị quá đẹp rồi. Hai mẹ con rồi trên này mình vô lên YouTuber rồi cho này xong mình lên YouTuber mình thấy cái nướng thằng mốt lên lịch anh thấy cho này lên hình nha đấy có khỏe không Yeah.
của nhạc sĩ Đình Văn, ca khúc được mang tên Em Cũng Cùng Một Bờ Vai. Xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Chị em nào muốn
Thank you.
cho lòng càng nát ma. Vì giờ đây tôi và em chia tay, rời hai tay tay đi, em ô lên trên con đường dài, giọt nước mắt hay lau tình cô, vì cô. Là nhiều cái quán ở Bel Air đóng cửa lắm, nhưng mà thật sự rất là dễ thương. Đây, DJ Phong nè, DJ Phong là người rất nổi tiếng của Houston, đội nón DJ Phong, nó màu xanh, DJ Phong là DJ Phong, người chơi DJ này rất nổi tiếng của Houston, ai cũng biết đó. Việt Anh là anh chuyên về âm thanh, cho bướng âm thanh, chuyên về lo âm thanh, về carry bất cứ tiệc cưới nào mà ảnh đem đồ ăn tới decorate. Này kia là anh Việt Anh với Lý, anh Việt Anh với Lý chúng mình diễn kỹ rồi. Hôm nay anh Tân là một người anh rất thích đàn ảnh, đàn rất hay. Dạ. Anh vui chơi với... Dạ anh có đờn quanh bên bên được được kia không vậy? Nhưng mà anh đặc biệt anh chỉ đờn cho mấy anh em mình hát thôi. Anh không đờn cho ca sĩ nha. Anh đặc biệt hát kiếm mình khó lắm. Tình thương mến thương ha. Rất là thấy đẹp không? Đẹp không? Rất là thấy em đẹp không? Ai cũng đẹp. Dễ thương. Đúng rồi. Chị mê một cà phê dữ mà chị ăn chị mê luôn. Chị mì giống em. Đó không chị? Không có chấm đâu. Không cần chấm hơn. Chị mì giống má, còn cái trong chấm ba. Chị nhiều lắm nha. Chị mì giống má. Anh Việt Anh chấm mà. Anh Việt Anh Việt Anh là người là chuyên về âm thanh. Âm thanh DJ nói về mà ví dụ như tổ chức đám cưới tiệc đám cưới tiệc tùng có 400-500 người 400-500 người đồ ăn uống là mình bao hết luôn. Ok vậy anh có số phone số chứ mình là 954-732-4603 từ 954 nói chung là từ băng nhạc DJ âm thanh có gì gọi cho toàn hoặc là người nói chung là tiệc tùng bất cứ tiệc gì thì anh đọc lại cái số điện thoại đi cho tao biết. 954-732-4603 okay. 954-732-4653 Wow, đây nhiều tất cả như anh em.
anh em ở đây như mỗi người một một à. Wow rồi ok còn xin kết thúc cái clip video ở đây nha ok.